Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 10 Huyền Bí. Hôm nay chúng ta sẽ đến với series Những Ngôi Làng Kỳ Lạ, phần 2 nối tiếp phần 1. Lần này bạn sẽ được đi xem ngôi làng hành nghề giả sư ở Việt Nam. Ngày ngày đội lốt sư chùa đi xin tiền, khất thực, lấy lý do làm công quả và cái kết là toàn nhà lầu xe hơi. Khó hiểu hơn là nơi tụ tập các anh chồng hào phóng cho mượn vợ để kiếm tiền. Và cũng có ngôi làng bị nguyền rủa, bé gái cứ đến 12 tuổi là mọc thêm của quý biến thành đàn ông. Liệu có anh chị nào ở đây dám sống thử một ngày ở ngôi làng rắn hay gặp là chạy mất dép? Và còn vô số những ngôi làng hot hòn hòt, ta nói không dị đời không nẻ. Ngay bây giờ hãy cùng với Top 10 Huyền Bí khám phá qua video 9 ngôi làng kỳ lạ bậc nhất thế giới nhé. Bàng hoàng với làng giả sư đi xin tiền. Xã Nghĩa Đồng thuộc Tân Kỳ, Nghệ An, vốn nghèo khó, đất đai cằn cỗi, nhưng lại được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào, làng giả sư. Bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. Họ chỉ cần cùng chiếc khăn trùm kín đầu, bước đi chậm rãi khắp các ngõ với gương mặt thật thương cảm. Chiêu bài chung của các nhà sư là mặc áo của ni sư, tay xách túi dạo bộ, vận động bà con mua nhang. Khi vào nhà, các ni sư đều đưa ra bản danh sách, trong đó ghi tên những người mua nhang và cúng dường để chứng minh là mình đi làm công quả. Nên nhiều người đã không ngần ngại mua những thẻ nhang với giá rất cao. Mỗi lần bán được nhang, các đối tượng lại cẩn thận ghi tên người mua vào danh sách làm công đức một cách rất minh bạch với lời giải thích. Đây là ân đức của thập phương, nhà chùa ghi lại để có dịp tri ân. Táo bạo hơn, nhiều sư còn gõ cửa từng nhà, ra dạng thuyết pháp, rồi có nhà ý quyên góp tiền để làm từ thiện. Nhiều người nhẹ dạ đã ủng hộ hàng trăm nghìn đồng. Phần lớn các đối tượng phạm tội là nông dân, tranh thủ, đến từ xã Nghĩa Đồng, phiêu giạt tứ xứ làm ăn vài ba tháng rồi gác kiếm. Có những người như Võ Thị Quy, sinh năm 1981, ở xóm 10, xã Nghĩa Đồng, đi làm Nico 3 năm đã xây được căn nhà 3 tầng, nuôi được anh chồng nghiện ngập luôn đủ thuốc. Hay như anh Nguyễn Văn G, sau một thời gian xa quê giả sư, về cũng tậu nhà tậu xe luôn. Tiếp theo là ngôi làng gì mà kỳ lạ, chồng cho hàng xóm mượn vợ cũng vẫn cứ là ok la. Ngôi làng tụ tập các anh chồng hào phóng cho mượn vợ để kiếm tiền. Những người đàn ông ở một ngôi làng kỳ lạ ở Tanzania có thể cho mượn vợ nhưng phải cùng tầm tuổi và không được mang về nhà. Nếu người chồng bắt gặp thì anh ta không thể gây gổ. Và hầu như đàn ông ở đây chẳng thấy có vấn đề gì hay tỏ vẻ từ chối chuyện này. Hai người có thể thoải mái tươi cười và nói tôi mượn vợ ông nhá. Hoàn cảnh sống của họ thì khá nghèo nàn. Họ xây toàn bằng đất nung cả, chứ nào có xi măng hay gạch đâu. Trên tường nhà có nhiều gương, mục đích để trang trí và soi được luôn. Bên trong thì chẳng có gì ngoài cái giường và những dây phơi vắt chéo trên đó. Chứ họ không có tủ quần áo. Về thức ăn thì người dân ăn bột sắn rồi chấm như cái cách mà Ấn Độ ăn vậy. Họ phải hứng nước mưa để dùng bằng những cái xô can có sẵn. Điểm chung ở ngôi làng này là không có điện mà phải dựa vào tấm pin mặt trời. Vậy bạn có muốn tới đây thuê thử vợ không? Hãy comment nhé! Giả sử được thuê vợ nhưng nếu là vợ ở làng sau đây, cứ đến 12 tuổi là mọc thêm của quý thì khéo lại rước nhầm người anh em. Các bé gái cứ đến 12 tuổi là mọc thêm của quý. What? Ngôi làng Salinas ở Cộng hòa Dominica còn gọi là ngôi làng bị thần linh nguyền rủa vì chẳng ai hiểu vì sao các bé gái trong làng sinh ra vẫn bình thường như bao người khác, không có tinh hoàn, chỉ có âm đạo. Nhưng cứ đến độ 12 tuổi, lại bỗng dưng mọc thêm của quý, từ gái chuyển thành trai. Như một chu kỳ khó hiểu, cứ 90 bé gái trong làng Salinas thì lại có một bé chịu lời nguyền này. Điển hình là Johnny, lúc sinh ra là gái chuẩn 100%, có tên là Felicita. Nhưng những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể Johnny khi cậu 7 tuổi. Cậu bỗng thấy dương vật nhô ra. Lớn lên sau đó thì các biểu hiện dậy thì như là vỡ giọng và mộng tinh. Sau này, khi đã trở thành con trai đích thực, Johnny vô cùng đau khổ khi bị các bạn học chế giễu và đánh đập. Phải đến những năm 1970, lời giải đầu tiên mới được một nhà sinh lý học tên là Giuliani Imperato phát hiện. Hóa ra đó là căn bệnh di truyền vì sự thiếu đi của một loại enzyme quyết định giới tính. Bé trai bị Wevedosis được gọi là thiếu 5-alpha reductase hoặc 5-ARD, sinh ra DHT, một loại androgen, tạo ra dương vật và tinh hoàn không hoạt động. Đến tuổi dậy thì, các đặc điểm thể chất của nam giới mới xuất hiện. Tuy nhiên, có một số người phẫu thuật cắt bỏ dương vật trở lại với giới tính nữ như khi vừa sinh ra. Cũng đáng sợ phết các bạn nhỏ.
Nhưng sẽ ra sao khi bước chân vào một ngôi làng là hàng trăm con rắn đang bò ngổn ngang chờ bạn? Vâng, đó chính là ngôi làng sau đây. I do not like snakes because they're a little unpredictable. Dọn người ngôi làng rắn trong truyền thuyết. Bộ tộc Jigula ở ngôi làng thuộc Tanzania là nơi coi rắn như người bạn, chẳng chút sợ hãi gì mà cứ thản nhiên chơi với nó. Những người đàn ông nuôi rắn trong cái thùng phi vàng, khi cần đến thì lôi nó ra và thẳng tay cuốn con vật lại như một món đồ chơi. Kể cả có là trẻ em hay phụ nữ, bé trai hay bé gái thì cũng cân được hết. Và rắn thì được thuần phục khá kỹ càng nên cực nghe lời. Ở đây thường xuyên biểu diễn các điệu nhảy nguy hiểm và khiến du khách hét toáng lên. Cụ thể họ sẽ đặt con rắn cho nó trườn lên mặt, rồi bỏ vào miệng và bỏ vào túi. Thậm chí còn như trêu ngươi, như mèo vờn chuột trước mặt mấy con rắn cỡ khủng, kiểu đố mày cắn được anh. Thực ra họ nuôi những con rắn xanh, rồi rắn mamba và các thể loại rắn độc nữa từ khi còn nhỏ. Sau đó bẻ hết nanh đi. Nhưng trước đó phải ra tự nhiên bắt những con rắn bé về là cũng thấy kinh răng phết chứ các bạn nhở. Toàn rắn độc mà. Khi bị rắn cắn thì họ cũng có những loại thuốc bằng lá cây để đắp vào, chứ không ra bác sĩ gì hết. Vì ngôi làng này rất xa trung tâm, ở trung tâm thành phố thì mới có trạm y tế mà thôi. Tục nhảy rắn cũng đề cao tính giáo dục cho mọi người biết rằng rắn là một loài vật nguy hiểm như thế nào. Châu Phi thì nổi tiếng với độ gan lì và chơi hoang dã. Thế nhưng Thái Lan cũng chẳng kém cạnh khi có làng Bangkok Sanga ở tỉnh Khon Kaen, vùng đông bắc Thái Lan. Hơn 140 ngôi nhà trong làng đều nuôi ít nhất một con rắn, bao gồm cả rắn hổ mang với nọc độc trên người. Chúng được đặt trong các hộp gỗ ở bên ngoài và mở ra khi cần biểu diễn. Tất nhiên, sống chung với rắn nên bị cắn là điều khó tránh khỏi. Cụ ông Buale Chai, 72 tuổi, một người sống lâu năm ở làng cho biết đã bị cắn tới 21 lần. Tôi từng phải cắt ngón tay vì rắn cắn. Nếu không cắt, tôi sẽ chết. Dẫu vậy, họ vẫn coi nó là thú cưng, thậm chí có người còn thờ phụng chúng trong chùa khi một con rắn chết đi. Nơi có những vụ án bí ẩn không hồi kết là ngôi làng số 5 với toàn bộ thôn dân biến mất chỉ sau một đêm. Không phải làng Nủ bị lũ quét ở Việt Nam, mà làng Solopun còn được gọi là làng ma quỷ, nằm ở phía bắc tân giới Hồng Kông. Tin đồn sớm nhất là trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hồng Kông, một người đàn ông định vào làng để tham gia nghi lễ cúng bái. Sau khi vào làng, anh ta phát hiện gần 100 người dân trong làng đã biến mất. Điều kỳ lạ là mọi đồ đạc trong nhà đều gọn gàng, ngăn nắp, có cả đồ ăn để làm lễ, gia cầm, vật nuôi trong nhà cũng sôi động, nhưng dân làng lại không thấy một ai. Trường tiểu học thì chứa đầy quan tài và tất cả la bàn ở đây sẽ vô hiệu. Từ đó sinh ra một cái tên mới là Tỏa La Bồn, có nghĩa là la bàn bị khóa. Sau khi dân làng mất tích tập thể, người ta đồn rằng bệnh dịch hạch đã khiến dân làng phải di tản hoặc là dân làng bị quân đội Nhật Bản bắt đi. Mọi người đều không thể nhớ ai là người đầu tiên trong làng đã chết. Họ chỉ biết rằng đám ma ngày càng nhiều hơn. Có một cụ ông, người luôn được mệnh danh là thần tiên chân trần, sang nhà hàng xóm. Sau khi về nhà thì toát mồ hôi lạnh và không thể nói lên lời. Ông ta chết ngay sau đó. Chưa đầy một năm sau, bà của Ma Kiến Văn đi vệ sinh, nửa chừng thấy hơi choáng váng. Bà đứng dậy quay vào nhà và qua đời ngay khi đặt một chân lên giường, chân còn lại vẫn gác trên thành giường. Vào một đêm, người dân làng Tỏa La Bồn, nhiều người cứ thế ngất đi khi đang đi trên đường mà không bị thương tích gì. Một số người thì sau khi trở về nhà thì bất tỉnh, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ họ đã qua đời. Tin đồn về sự qua đời khó hiểu của một số người dân trong làng càng khó tin hơn. 10 phút trước đó họ còn đang nói chuyện với người khác, trên đường về nhà đột ngột tắt thở. Nó cũng bao gồm cái chết của hai vợ chồng trong vòng chưa đầy một tháng, sự ra đi đột ngột của hai anh em và hai đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời lần lượt tắt thở mà không rõ lý do. Vì quá bí ẩn mà Trần Vân Hải, một nhà nghiên cứu về những hiện tượng thần bí đã tới đây để điều tra. Ông chia sẻ trên chương trình phát thanh Giá Thế Đường. Khoảng mấy chục năm trước, có một ngôi làng nhỏ tên là Giang Ngưu Thủy Hồ. Người dân trong làng trong một lần lên thuyền đi tham gia yến tiệc. Lúc quay về thì xảy ra tai nạn, còn lại rất ít người sống sót. Thôn dân cũng không muốn định cư tại đó nữa. Cũng vì thế mà đây trở thành địa điểm lý tưởng dành cho ai mê khám phá núi rừng và ma quỷ. Tuy nhiên, sự thật về nó vẫn là bí ẩn. Cho mình hỏi là nhà bạn đang dùng bếp ga, bếp củi hay là bếp điện? Chứ ngôi làng sau thì chẳng cần bếp gì, vì cả vùng nó tự bốc cháy đến nửa thế kỷ cơ. Vùng đất kỳ lạ tự bốc cháy suốt 50 năm.
Mảnh đất có diện tích khiêm tốn chỉ khoảng 4 mét vuông. Bên trong nó là hơn chục hố to nhỏ kích thước khác nhau vẫn đang bốc lửa cháy ngùn ngụt. Nó nằm ở thôn Đông Môn, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc. Theo lời kể của dân làng, suốt 50 năm qua, mảnh đất này vẫn bốc cháy lửa âm ỉ nên họ tận dụng để đun nước, nấu cơm ngay ngoài trời. Được biết khoảng nửa thế kỷ trước, một đội khai thác dầu khí tới đây thăm dò khoan giếng khí tự nhiên. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra phát hiện thiếu giá trị khai thác, họ đã lấp miệng giếng. Mặc dù vậy, sau khi chôn lấp, ở một số nơi, khí tự nhiên vẫn bốc lên. Thậm chí, ngay cả những ngày mưa nhỏ, ngọn lửa vẫn không bị dập tắt. Cùng cảnh ngộ là Oymyakon, một ngôi làng ở Siberia, Đông Bắc Nga, được đánh giá là nơi lạnh nhất trên trái đất với âm 60 độ C. Quan trọng là sự xuất hiện của các ngọn lửa cháy liên tục, khói bốc lên từ dưới lớp băng. Mặc dù đám cháy bề mặt đã được dập tắt từ lâu, nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy âm ỉ dưới tuyết do có lượng than bùn và khí mê tan dồi dào. Khi tuyết tan, ngọn lửa có thể lan rộng trở lại. Ngôi làng bốc cháy ở Trung Quốc thì chắc vẫn có muỗi. Không biết họ có đổi gạo lấy muỗi chết như ngôi làng sau đây không nhở? Và có làng lại chẳng có muỗi mà đổi nha. Độc lạ ngôi làng đổi gạo lấy muỗi chết. Làng Alion thuộc tỉnh Bataan, Philippines, năm 2019 ra chiến dịch, cứ 200 con muỗi chết sẽ đổi được 1 kg gạo. Tuy nhiên, muỗi phải bị bắt bởi một đĩa dầu ăn, một sản phẩm trí tuệ của trưởng làng Alion mang tên Marcialito Anbalan. Thực ra, món hời ảo ma bắt nguồn từ việc làng quá nhiều muỗi. Kế sách ra đời nằm trong kế hoạch đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết của làng. Theo thống kê, có 5.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết mỗi tuần tính từ tháng 1 cho đến ngày 20 tháng 7 năm 2019. Trong đó, 62 người chết do mắc bệnh từ muỗi truyền sang. Chiến dịch tỏ ra khá hiệu quả, tuy nhiên cũng dấy lên nỗi lo ngại rằng ai đó rồi sẽ nuôi muỗi để mang đi đổi lấy gạo. Và chắc chắn cách này sẽ không thể dùng nổi ở làng Đinh Ốc Lĩnh của Trung Quốc bởi sự biến mất kỳ lạ của muỗi sau gần một thế kỷ. Rõ ràng có những cái ao, có những vũng nước tù đọng là điều kiện phù hợp để muỗi sinh con đẻ cái, nhưng lại chẳng thấy con nào. Hầu hết dân làng đều tin rằng hiện tượng này liên quan đến hòn đá hình con cóc mà số người tôn thờ ở đây. Muỗi không xuất hiện bởi miệng cóc hướng về ngôi làng và ăn sạch chúng. Lời giải thích phổ biến khác được đưa ra gắn liền với thói quen thu gom rác thải của người dân địa phương và chôn nó trên sườn đồi gần ngôi làng. Dù thế, mọi lời giải thích đưa ra lý giải về hiện tượng muỗi biến mất đều không đủ căn cứ khoa học và sức thuyết phục. Theo bạn thì đáp án là gì nhỉ? Hãy comment trong phần bình luận bên dưới để bàn luận cùng với mọi người nhé! Ngôi làng nằm trong chênh trên cây cầu dài 400m. Tại thị trấn Lâm Thời, Trùng Khánh có một ngôi làng nhân tạo nhiều màu sắc kết hợp phong cách truyền thống Trung Quốc lẫn phương Tây. Quan trọng là nó được xây trên một cây cầu dài 400m bắc qua con sông. Bạn có thể thấy cầu được trang trí bằng những biểu tượng độc đáo như một chiếc xe buýt trường học lơ lửng trên không, những con rối và bức tượng thu nhỏ Chúa Kitô cứu thế của Rio. Nó cũng tạo nên tranh cãi bởi cư dân mạng nói nó quá nguy hiểm, lỡ sụp xuống thì sao? Ngủ yên giấc và sinh hoạt kiểu gì đây? Tuy nhiên, lý do đằng sau sự tồn tại của điểm đến kỳ lạ này là thu hút khách du lịch tới thôi mà không ai sống ở đó cả. Mà phải công nhận sức chịu đựng của cây cầu lớn thật, nó nặng như vậy mà. Ngôi làng này làm mình nhớ tới cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất thế giới, treo ở độ cao 120m trên vách đá thẳng đứng ở Hồ Nam. Đây thực chất là một túp lều gỗ rộng 2m2, chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Mục đích là để cung cấp cho người leo núi đồ uống và đồ ăn nhẹ khi cần. Cửa hàng cũng không có nhà vệ sinh, nên nếu muốn đi vệ sinh, nhân viên phải đu dây để xuống. Sáng mở mắt ra, phải leo 120m để đi làm. Còn nếu bạn muốn tiếp cận túp lều này thì phải trèo lên các bậc thang bằng sắt được đính vào vách đá dựng đứng và dây cáp cố định. Vậy rốt cuộc là tiện lợi hay không tiện lợi các bạn nhỉ? Hả? Tiếp tục là một ngôi làng ở Việt Nam sở hữu toàn hàng to mà không ai làm lại. Ngôi làng trồng bí đao có quả to bằng người. Ở thôn Chánh Trạch thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, có một giống bí đao được xếp vào hàng độc nhất vô nhị với kích cỡ khổng lồ. Trung bình mỗi trái nặng từ 50 đến 70kg, có trái lên đến cả tạ, cao từ 60 đến 90cm, chu vi 1,5m. Nhiều em nhỏ không ôm hết vòng tay. Thậm chí có mùa không trái bí nào dưới một tạ, vì mỗi giàn có khoảng 50 đến 100 trái, ước tính cả giàn bí nặng từ 4 đến 6 tấn, nên người dân cũng phải làm quả giàn chắc cú. Khi thu hoạch cũng phải có nhiều người để tránh cho bí khỏi bị rơi. Trải qua nhiều lần di tản do chiến tranh,
nhưng người dân ở đây không bao giờ quên mang theo hạt giống bí đao khổng lồ. Điều lạ là hạt giống này chỉ trồng trên đất của chánh trạch thì mới cho quả to và ngon, chỗ khác thì lại nhỏ xíu. Cứ tới mùa là họ bán 5-8 nghìn đồng 1 kg và mỗi dây bí có thể lấy vài lít nước, mỗi lít giá 30.000 đồng. Và chuyến đi thăm các ngôi làng kỳ lạ xin phép khép lại tại đây. Theo bạn thì đâu là ngôi làng kỳ lạ nhất? Hãy để lại một cái tên dưới phần bình luận để chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với Top 10 Huyền Bí trong suốt thời gian qua. Đừng quên cho Top 10 Huyền Bí một like và một nút subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye! We'll be right back.